Chào tất cả các bạn, thì hôm nay thì mình được nghỉ bạn ạ. Thì hôm nay thì mình thử làm cái món mì udon này. Thì cái này thì mua khá lâu rồi, 2 tháng rồi các bạn. Nhưng mà mình bây giờ hôm nay thì mình mới ăn được, có thời gian mình nấu ăn. Thì cái này thì là mình cứ tưởng hết hạn, nhưng hóa ra mình nhìn cái hạn sử dụng đây là 2 tháng 9 năm 2021, là còn khoảng 2 năm nữa cơ. Bây giờ mình mới bóc, nó có một cái lớp này bạn. Mình cũng biết là cái này nó như thế nào. Cái này nó nặng nửa kg bạn. À đâu, nó nặng 900g. 900g là khoảng 1kg đấy, gần 1kg đấy. Nó có vỏ, mình sẽ bóc luôn, nó mới, bên trong là nó mới luôn mà. Đó, nó có cái túi bóng bên ngoài đây, mình bóc này, mình sẽ quay luôn. Đây đây là cái hình này, nó nét hơn bữa nãy vì là nó có túi bóng bên ngoài ấy. Đây mình sẽ quay luôn, đằng này toàn chữ Hán và ngoằng ngoằng, chữ cửu long này, mấy cái này thì không rõ nữa. Đây là hộp này, mình sẽ bóc, mình ăn review xem là nó như thế nào. Cái mì này nó rất là rẻ bạn. Cái mì thì nó nhiều dạng, nhiều loại lắm, mình ăn nhiều, nhưng mà cái này thì mình lần đầu tiên mình ăn, mình thấy lạ lạ, mình mua về ăn xem nó như thế nào. Cái này chỉ có 300-400 yên, khoảng 70-80 ngàn thôi, nhưng mà mình nhìn thấy nó to, nhìn nó cứ to là thích rồi. Mình sẽ bóc luôn. Cái hộp mình người ta làm rất là đẹp, đây là chỉ làm một cái gói mì thôi, nhưng mà người ta làm cũng khá là chi tiết, mình không có bóc thì người Nhật người ta gần như là người ta rất chú ý, rất tỉ mỉ, kể cả những cái bao bì ấy. Trong bình thường như bên ngoài thì làm đẹp, nhưng bên trong người ta cũng làm chất lượng luôn, cả các hình ảnh ấy. Đó, bóc luôn, nhìn như là một cái món quà các bạn, nhìn rất là đẹp. Mà thực ra đây là chỉ một cái gói mì thôi, mì udon đấy. Đây bên trong này có hộp này, người ta làm là cẩn thận quá bạn, chỉ làm gói mì thôi. Không biết mình đây là lần đầu tiên mình ăn cái này luôn đấy. Thế mì udon thì đây nó bán nhiều lắm bạn. Mì Nhật thì nhiều lắm, nhiều loại lắm. Cái loại này nó mình thấy lạ lạ. Chêng chêng, để mình sẽ bóc này. Chêng, mình sẽ mở ra luôn. Đó, đây. Rất là nhiều cơ bạn. Này thì ăn hết được. Đây này. Đây là có 3 cái túi này. Mì udon thực ra thì nó cũng giống như bên ngoài bán ấy bình thường, nhưng mà đây là người ta xếp vào đây. Đấy. Đấy, xếp vào đây. Cái này 3 gói nhưng mà chắc không ăn hết, cái này nở nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ chế biến mình làm luôn. Đây là cái cách chế biến này. Cách chế biến mình sẽ xem qua, mình sẽ làm đúng theo như này. Đấy. Thì mình 3 gói chắc mình sẽ ăn 1 gói. Bạn này nó nhiều lắm, mình tưởng là bên trong nó như nào, như thế là người ta làm hộp nó đẹp quá bạn, bên trong. Đấy, bây giờ mình sẽ đun sôi bạn, đun sôi cái nước này xong mình sẽ thả mì vào. Đấy. Bây giờ là nước đang sôi các bạn, nước sôi thì mình giờ sẽ bỏ cái mì này xuống. Cái mì này trông như này thôi nhưng mà một lát nó nở ra thì rất là nhiều cơ. Không biết mình ăn hết không. Đấy. Mình sẽ bỏ xuống hết luôn. Này, người ta làm từng cái bó một luôn, cái bó như này. Cái như này bây giờ mình sẽ để đây là khoảng 12 phút bạn, để nó sôi như vậy là 12 phút. Thực ra cái này nó không gấy đâu, nó không nhừ đâu bạn, nó khó nhừ lắm. Một lát để khoảng 12 phút đúng như ở cái chỉ dẫn ở trong cái hướng dẫn người ta sử dụng ấy. À đây là vẫn nước vẫn đang sôi bạn ạ, cái mì đang sôi vào. Bây giờ mình sẽ nướng thêm một, mình sẽ bật lửa lên. Cái này nó có một cái bếp nướng thì mình sẽ nướng luôn ở đây. Đấy. Mình sẽ cho mấy cái xúc xích vào trong này các bạn ạ. À đây, cái này mình kéo ra quên mất. Đấy, xúc xích ở đây. Bếp nướng này mình cho đây là một lát là cái kia sôi xong là cái này cũng chín luôn. Xong bây giờ thì mình sẽ thái thêm một chút để mà cho vào mì nữa các bạn. Thái thì mình sẽ cho một cái sợi hành, đây là một cái sợi hành ấy. Đấy. Và mình sẽ cho thêm một chút cái cà rốt này vào nữa. Cà rốt thì mình thái nhỏ. Và thêm cái này nữa bạn. Cái này nói chung là cho vào nó ăn ngon, ăn được. Cái này mà ăn mì hay ăn cái ấy, hay mì hay cho vào ấy. Đã thái rồi bạn. Cái này là cái hình mà con hình gấu trúc này, ăn được, ăn ngon ạ. Đấy, mình sẽ để vào đây. Đây là sau khi khoảng 10 12 phút rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho nó ra này. Bây giờ mình sẽ sau khi mà đun khoảng 10 12 phút mình sẽ đổ nó ra cái ấy này bạn. Đấy, đổ ra cái chỗ này. Ủa nó rất là nhiều các bạn này, rất là nhiều cơ. Vừa nãy nó cạn nước mà mình phải thêm nước vào ấy.
cái này nó thấm nước nhiều quá. Cái bó nhỏ mà được này. Cái này mình biết nó nở nhiều. Đây một cái rổ này luôn các bạn. Thì bây giờ đến một cái công đoạn tiếp theo nữa là mình sẽ rửa nó đi. Đây mình sẽ để máy quay này. Đó, mình sẽ phải rửa cái này, phải rửa nó bằng cái nước lạnh như bạn. Rửa hết lại bằng nước lạnh. Nhưng chúng ta nhớ mình sẽ đúng như họ thôi, đúng như họ hướng dẫn là 10-12 phút thôi. 12 phút nếu đun nhiều quá thì không tốt, và đun nó nhiều đi, và đun nếu mà đun ít hơn quá 7-8 phút, 5-7 phút thì nó không chín được bạn. Cho nên để cái độ dai của cái mì ấy. Rất là nhiều, bây giờ mỗi mình ăn hết chừng này sao là nhiều quá. Rất là nhiều luôn. Nó to nó nhiều này bạn. Ra đây mình sẽ lấy thử luôn cái ấy này. Đây bạn, cái này nó rất là nhỏ, nó một cái miếng này mà khi mình đun ra mà nó nở ra rất là nhiều cái mì sợi, nó to lên ấy bạn. Đấy, nó không nhừ đâu, 12 phút mà nó không nhừ như cái mì tôm, mì phở khi của mình đâu, mà cái này nó dai lắm. Mình vừa đổ nước sôi vào bạn, nước sôi bát, thì đây là cái nước súp mới đổ vào để ăn với mì udon đó. Thì trong này thì mình có cái bóc trong này ra là nó có ba cái này thì mình đừng chỉ ăn luôn hai cái vì mình ăn nhiều mà. Thường như người ta, những cái suất người ta làm đây là rất là nhỏ cơ, ba người ăn, kể cả những cái mì này, đây cái mì này người ta ghi nhiều cái, người ta ghi mấy người ăn, nhưng mà thường mình sẽ ăn nhiều hơn bình thường. Để sẽ cho cái này xuống đây. Cái này là mình mua ở ngoài siêu thị, mình thả xuống là thành nước súp luôn. Mình sẽ để hai gói xuống và cái này mình quậy lên là thành nước súp luôn các bạn. Đấy, nó súp nóng luôn. Đây là tất cả là hết ở đây rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm ăn luôn. Cái này cho là rất là dễ. Cái này mình để đây là nó ráo nước đấy. Cái mì đun bạn nâng giá nó rất là nhiều đây. Nó là cần mình biết đấy, biết mình cho một nửa luôn, nhưng nó rất là nhiều mình này. Vậy mình sẽ cho cái bát này. Đấy. Nhiều luôn. Cái này là đang đúng. Đó, mình sẽ cho xuống đây. Rất là nhiều một cái bát mì to này. Thật thì không ăn hết nhiều quá các bạn ạ. Nhiều quá. Để cái nước tương mà có cái mì ramen ấy, mình cho ở đây thì không sao cả, ăn được hết. Đấy, thực ra thì khi mà cái hướng dẫn ấy, người ta nói là khi mà đun xong mà đun được 12 phút ấy, xong mình mang ra rửa, xong là mình cho tất cả những cái gì mà mình ăn được, những gia vị, những cái gì xuống là mình ăn được, là cho theo ăn theo thôi. Đó, rất là dễ, đơn giản thôi. Đó, đây này, nước tương. Mà chắc là nó cái này nó không phải nhạt đâu cái mì này, nên mình không phải cho nó mình này. Mình cũng chuẩn bị một ít mì tôm này, nhưng mà đây có cái này hay này. Để cho xuống luôn. Đấy. Cái này này, giống cái mì tôm của mình nữa. Đấy. Để cho xuống luôn. Mình cho xuống đây là mình sẽ cho thêm cái gì nhỉ? À cái này. Đó, cái này nãy mình làm chế biến này, có cái hình quân cấu trúc này. Cấu trúc rất là ngon cái này. Cái này này. Đó. Cà rốt với lại ít hành của mình cho xuống đây, mình cho trộn hết vào một chỗ. Đó. Cái xúc xích này mình cho đây. Thực ra thì thực sự bạn nãy thì hơi không để ý lắm, mà là nó bị cháy luôn, bị cháy vậy khém này, hơi cháy một chút vẫn ăn được, mình cho xuống. Đấy, mình sẽ cho thêm một chút kim chi này nữa các bạn, kim chi này. Đó, ăn rất là ngon, một kim chi để mua siêu thị ấy. Đấy, một chút thôi. Mình sẽ cho thêm cái này là cái rong biển bạn, cái rong biển trước mình mua ở ngoài siêu thị ấy, mình sẽ cho thêm vào. Rong này là cái rong sợi, không phải là cái rong cuốn như cuốn cơm ấy, là mình sẽ cho ăn đây. Để nó hơn nhiều theo chừng này thôi. Nói chung như này là ok rồi các bạn. Đây, có mỗi cái xúc xích là bị cháy thôi. Đấy, nhưng mà tất cả là đều ngon hết, hơi bị khém một chút. Cái sợi mì nó vẫn còn dai mà dù mình đun như thế nó cũng không ảnh hưởng gì. Đấy. Mình sẽ ăn hết chừng này. Ngon bạn, ngon đúng vị luôn. Cái này cũng ngon.
Đó là mình ăn trên công trường mà ăn ở ngồi ô tô hoặc công viên chứ mà không thoải mái. Mới làm đa số là buổi sáng là làm cái cơm đi làm vội vội vàng vàng ấy. Mình khi mà mình nghỉ ở nhà này mình với thời gian mình làm, nói chung là cái món thử như này mình ăn. Thực ra cái này nó cũng rất là dễ thôi, cái này đấy, như nãy mình nói là cái này là nó chỉ luộc lên 12 phút thôi ấy. Xong là mình cho thêm cái gì vào ăn, là thích ăn gì cho vào là cho ăn thôi. Sợ rất là ngon bạn ạ. À, cái này nhỏ này ở siêu thị bán rất là nhiều, rất là nhiều nhiều loại nhiều thể loại, nhưng mà mình thấy là hôm nay là cái đặc biệt là cái hộp này, cái hộp bởi vì là người ta làm rất là to, nhìn rất là hoành tráng, nhìn như là một cái món quà gì ấy. Nhưng mình bên trong thì nó cũng như vậy, nó kiểu như là nó làm cái ấy khác đi, cái bao bì mọi thứ khác hơn đi, kiểu như là cái mì tôm của mình ấy. Đấy, cũng là mì tôm nhưng người ta làm rất nhiều loại, là 5 7 loại cả chục loại cơ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây, bởi vì là làm nếu mà mình vừa ăn vừa nói thì nó không không tiện lắm. Bây giờ nó ăn rất dài, mình ăn thì cái này phải tầm 10 15 phút thì mới xong cơ. Thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở video tới ạ. À, chào tất cả bạn.